Chào mừng các em đến với học toán online cùng với toán tư duy Einstein. Các em hãy bấm vào nút subscribe để đăng ký và nhớ là ấn vào cái chuông, ấn vào cái chuông để nhận được video mới nhất từ toán Einstein. Đồng thời, các em có thể chia sẻ cho người khác để cùng nhau học tập, lan tỏa những giá trị tốt đẹp để vượt qua cái đại dịch Covid này. Trong video này, thầy sẽ chia sẻ cho các em một trong năm bài toán quan trọng về hình tam giác. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần lý thuyết nào. Chúng ta có tam giác ABC, trong đó thầy có a nhỏ là độ dài đáy BC, còn h là chiều cao của tam giác ABC, được chưa nào? Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng đơn vị đo rồi chia cho 2. Chúng ta có công thức như thế nào? S bằng A nhân H chia cho 2. Trong đó S là diện tích, A là độ dài đáy và H là chiều cao. Các em nhớ nhé. Các em thân mến, từ công thức diện tích S bằng A nhân H chia 2, chúng ta có thể suy ra được công thức là H bằng S nhân 2 chia cho A. Tức là chiều cao bằng diện tích nhân với 2 và chia cho độ dài đáy. Và bây giờ, chúng ta đến với bài tập. Tam giác ABC có diện tích là 22,5 cm vuông. Độ dài đáy BC là 5 cm. Tính chiều cao AH. Như vậy, chúng ta thấy ở trong bài toán này đã cho biết là diện tích 22,5 cm vuông và độ dài đáy là 5 cm. Và yêu cầu của bài toán này là tính chiều cao H đúng không nào? Tức là chiều cao AH như vậy chúng ta chỉ cần vận dụng công thức này h bằng s nhân 2 chia cho a là được. Do vậy chúng ta có bài giải như sau. Chiều cao ah là 22,5 nhân với 2 chia 5 bằng 9 cm. Đáp số 9 cm. Bây giờ em hãy vận dụng kiến thức ở trong video này và em hãy làm bài tập sau nhé. Bài tập số 1. Tìm chiều cao hình tam giác biết diện tích là 40 dm2, độ dài đáy là 8 dm. Bài toán 2. Tìm chiều cao hình tam giác biết diện tích là 55 dm2 và độ dài đáy là 55 cm. Em hãy chú ý đơn vị ở trong bài toán số 2 này nhé. Sau khi em hoàn thành xong bài, hãy comment kết quả bên dưới video này nhé hãy bấm vào nút like và nút đăng ký để nhận được video mới nhất từ toán einstein cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại